Xin kính chào tất cả quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Trọng Tùng, khoa xạ lồng ngực của bệnh viện Ca. Hôm nay tôi xin phép được trình bày một bài về xạ trị của ung thư phổi tế bào nhỏ. Tổng quan về các bạn, ung thư phổi là một bệnh thường gặp và là một bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Theo thống kê của Global Can thì trong năm 2018 thì tỷ lệ mắc của ung thư phổi là hơn 2 triệu và trong đó tỷ lệ tử vong là 1.761.000. Ung thư phổi là bệnh thường gặp đứng thứ hai trong các bệnh ung thư ở nam và nữ. Thì ung thư phổi được chia ra làm hai loại chính là ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Trong đó thì ung thư phổi tế bào nhỏ thì có xu hướng là bệnh ác tính cao hơn với các tính chất là di căn xa và di căn sớm. Ung thư phổi tế bào nhỏ thì chỉ chiếm khoảng độ 15% tổng số ca ung thư, và trong đó thì 1/3 số ca bệnh mà được chẩn đoán ở thời điểm chẩn đoán thì được xác định là giai đoạn khu trú. Trong đó hiện nay thì tỷ lệ ngay tại Mỹ thì trong 2019 thì có 29.660 ca mới mắc ung thư phổi tế bào nhỏ tại Mỹ, và tỷ lệ ung thư phổi tế bào nhỏ thì đang có xu hướng giảm, có lẽ là do tỷ lệ giảm hút thuốc lá, và cũng như là trước đây là ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm 20-25% ung thư phổi, nay chỉ còn chiếm khoảng 14%. Nhưng bên cạnh đó thì ở nữ giới thì lại có xu hướng ung thư phổi tế bào nhỏ có lẽ tăng lên, có lẽ cũng là do xu hướng về hút thuốc lá của nữ giới bây giờ cũng cao hơn. Các yếu tố nguy cơ, đặc biệt nhắc đến ung thư phổi tế bào nhỏ thì yếu tố nguy cơ cần được nhắc đến nhiều nhất là tiền sử hoặc là hiện tại đang sử dụng thuốc, còn thuốc lá, hút tẩu, hút xì gà hoặc là hút thuốc lá thụ động. Và cái điều mà gần đây chúng ta vẫn là nhắc đến nhiều, khoảng độ 95% bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ là có tiền sử hút thuốc lá. Ngoài ra còn có những yếu tố nguy cơ khác như là phơi nhiễm chất độc asbestos, arsenic hoặc là phơi nhiễm phóng xạ, sống ở nơi ô nhiễm không khí, nhiễm virus, gây suy giảm miễn dịch. Trên về mặt lâm sàng thì ung thư phổi tế bào nhỏ cũng giống có những triệu chứng lâm sàng giống như các bệnh ung thư phổi, thì triệu chứng có thể là triệu chứng tại chỗ như là ho kéo dài, ho khan, ho ra máu, có thể bệnh nhân khó thở, đau ngực, gây sút cân, các triệu chứng chèn ép do các khối u tiến triển hoặc là các hạch cũng phát triển lên thì chèn ép vào thực quản gây nốt vướng, có thể chèn ép vào tĩnh mạch chủ gây ra hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ. Trên bệnh nhân có những biểu hiện như là khó thở, phù áo khoác hoặc là những cái biểu hiện di căn, có thể có những biểu hiện của thần kinh do di căn não hoặc là di căn vào xương gây đau. Ngoài ra thì ung thư phổi tế bào nhỏ còn có các biểu hiện thêm những hội chứng cận u như là hội chứng Cushing hoặc hội chứng nhược cơ Lambert-Eaton. Để chẩn đoán ung thư phổi tế bào nhỏ thì vẫn như là các bệnh chẩn đoán ung thư phổi nói chung, chúng ta sẽ dựa trên lâm sàng. Trong đó thì cận lâm sàng thì đầu tiên là chúng ta đánh giá về toàn trạng của bệnh nhân, công thức máu, các chức năng gan thận, và sau đó là chẩn đoán hình ảnh dựa trên chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp ngực, bụng, chụp sọ não, chụp cộng hưởng từ sọ não, có cản quang để phát hiện các khối di căn, tổn thương di căn ở trên não, chụp xạ hình xương để đánh giá xem có tử vong di căn xương hay không, và nếu mà có thể thì có thể giúp tốt nhất là có thể chụp PET CT để đánh giá các tổn thương lan rộng, vì như đã trình bày ở trên là tổn thương ung thư phổi tế bào nhỏ là di căn xa và di căn sớm rất nhiều. Còn các xét nghiệm chức năng khác như là đo chức năng hô hấp, nội soi phế quản, cái thứ ba là cái quan trọng nhất vẫn là cái chẩn đoán mô bệnh học để xác định ung thư biểu mô thần kinh nội tiết tế bào nhỏ. Ung thư phổi tế bào nhỏ thì sẽ chia ra làm hai giai đoạn chính như đã trình bày là giai đoạn khu trú và giai đoạn lan tràn. Trong đó thì từ trước đến giờ thì người ta vẫn định nghĩa giai đoạn khu trú là gì? Giai đoạn khu trú là giai đoạn mà tổn thương có thể điều trị, bệnh nhân có thể được xạ trị bằng trong một trường chiếu, tức là tổn thương nó nằm trong một bên phần của ngực. Đấy, thì chúng ta đã có đây trước đây thì năm 1973 thì ta vẫn chia theo đánh giá giai đoạn theo VLSG, đấy là giai đoạn khu trú, giai đoạn lan tràn. Trong đó thì giai đoạn khu trú được định nghĩa là một tổn thương có thể sử dụng một trường chiếu xạ trị, và tổn thương này thì nằm một bên của trung thất, và các tổn thương cùng có thể các hạch ở một bên của trung thất hoặc là hạch thượng đòn. Tuy nhiên gần đây thì đã có những cái modify về cái đánh giá này, và cái tổn thương này còn đánh giá là ung thư phổi tế bào nhỏ còn có thể là có các tổn thương hạch không chỉ là ở một bên mà còn có thể là trung thất đối bên hoặc là thượng đòn đối bên. Đây là một cái lược đồ để đánh giá
về ung thư phổi và trung thất để phân theo đánh giá về phân loại ung thư phổi tế bào nhỏ, thì như chúng ta đã nhìn thấy ở đây là đầu tiên là theo VLSG năm 1973 thì tổn thương của ung thư các tổn thương ung thư và phổi và các hạch thì nằm ở một bên của lồng ngực. Thế tuy nhiên là trong theo phân loại EASLC tức là trên cái này thì ta đã thấy là người ta đánh giá thêm các tổn thương di căn hạch ở một bên trung thất đối bên và hạch thượng đòn đối bên. Và gần đây nhất là theo ACCC 8 năm 2017 thì các tổn thương còn có đánh giá thêm là tổn thương phổi của tổn thương phổi một bên và tổn thương không chỉ là hạch thượng đòn, hạch trung thất đối bên mà còn cả hạch rốn phổi đối bên. Như vậy thì chúng ta thấy là hiện nay là cái theo đánh giá mới của ACCC 8 thì như vậy là cái tổn thương của xếp loại giai đoạn khu trú của ung thư phổi tế bào nhỏ thì ta thấy là nó không chỉ là nó đã khá là rộng. Thế tuy nhiên là để thực hiện cái việc xạ trị là một chứng chiếu và xạ trị thế nào thì chúng ta cũng rất phải là cân nhắc, vì tổn thương hiện nay là chỉ có đối với những giai đoạn xếp là T3, T4. Tuy nhiên là T3, T4 với cả những cái nốt vệ tinh đơn độc hoặc là nhiều nốt vệ tinh thì cùng thủy và khác thủy thì lúc ấy là sẽ rất khó khăn trong việc là trường chiếu xạ có thể mở rộng quá và gây ra nhiều tác dụng phụ. Đây là những cái đánh giá của khi xếp giai đoạn từ trước đến giờ. Về mặt điều trị của ung thư phổi tế bào nhỏ thì vẫn theo được thông thường điều trị của ung thư phổi thì gồm có phẫu thuật, tia xạ và hóa trị liệu. Thế, cộng thêm có thể là miễn dịch đích. Thế nhưng mà hiện ta thấy thì vai trò chủ yếu đối với ung thư phổi tế bào nhỏ thì vẫn là vai trò chính yếu là của hóa trị và của xạ trị, trong đó hóa trị vẫn chiếm là vai trò chính. Thế, theo đây là cái hướng dẫn thực hành điều trị của NCCN năm 2019. Hiện nay chúng ta đã thấy là đối với cái giai đoạn lâm sàng mà là giai đoạn rất là sớm, giai đoạn 1 và 2A với T1, 2, N0, M0 thì việc điều trị ở đây thì chúng ta sẽ có thể là bệnh nhân có thể phẫu thuật. Đấy, nếu mà khi mà nội soi trung thất mà không thể là đánh giá là không có hạch N0 thì có thể phẫu thuật, và phẫu thuật là cắt thủy và vét hạch. Thì sau khi cắt thủy vét hạch xong thì đánh giá là theo cái giải mô bệnh học, nếu mà N0 thì có điều trị hóa chất, và nếu mà N1 thì có thể cân nhắc điều trị hóa chất phối hợp với xạ trị, là điều trị tuần tự hoặc là điều trị hóa xạ đồng thời. Và nếu N2 thì chúng ta lại cũng là đánh giá là hóa xạ trị đồng thời. Còn đối với những bệnh nhân ở giai đoạn này, giai đoạn sớm, tuy nhiên là không có khả năng phẫu thuật do bệnh nền thì có thể chuyển sang có thể điều trị bằng xạ trị, bằng xạ trị SBRT hoặc là xạ trị hóa xạ đồng thời. Và đối với những bệnh nhân mà có hạch đấy, chúng ta sẽ chuyển sang điều trị hóa trị. Đối với ung thư phổi giai đoạn ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú từ 2B đến 3C thì điều trị đối với cả thể trạng bệnh nhân tương đối tốt, PS từ 0 đến 2 thì điều trị hóa xạ trị đồng thời là phương án điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân có thể trạng tương đối là kém hơn, PS 3 đến 4 thì có thể là hóa xạ trị thường là hóa trị vẫn là ưu tiên và có thể kết hợp với xạ trị, là kết hợp tuần tự hoặc là kết hợp đồng thời. Còn đối với bệnh nhân mà thể trạng quá kém thì và không phải là do thể trạng quá kém mà không phải là do bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ mà có thể là do bệnh nền hoặc là các bệnh khác thì điều trị theo cá thể hóa có thể bao gồm cả việc chỉ có điều trị chăm sóc triệu chứng. Về ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú, điều trị chúng ta thấy là điều trị là hóa chất và tia xạ kết hợp, có thể là tuần tự, có thể đồng thời, cho nó hóa xạ. Phác đồ nền tảng dựa trên nền tảng platinum là phương pháp điều trị phổ biến nhất đối với ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú. Hóa xạ trị đồng thời thì nâng cao tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 3 năm là so với hóa trị đơn thuần, và giảm thời gian giữa các ngày bắt đầu điều trị hóa chất và ngày kết thúc tia xạ thì có ý nghĩa nâng cao tỷ lệ sống còn. Trước đây thì xạ dự phòng hạch thì vẫn được sử dụng xạ trị dự phòng hạch cả một hệ thống, gồm có xạ trị dự phòng hạch của trung thất và xạ trị dự phòng hạch thượng đòn. Thế tuy nhiên hiện nay thì chúng ta đang đánh giá là trong các nghiên cứu hồi cứu và tìm cứu để cho rằng bỏ qua việc xạ trị dự phòng hạch và chỉ có xạ trị ở những cái hạch có di căn thì đã cho kết quả là tỷ lệ thấp và tái phát hạch và ít tác dụng phụ. Thế tuy nhiên là cái việc này thì cũng cần phải có cái sự có phối hợp, nếu mà chúng ta có trên những cái phim
về PET-CT để đánh giá cái xác định là cái hạch nào là hạch di căn thì nó sẽ cho kết quả chính xác hơn. Đối với xạ trị, như vậy đây là chúng ta có một cái bảng về xạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ, các chỉ định về xạ trị ung thư phổi trong ung thư phổi tế bào nhỏ đứa rất sớm có thể hóa xạ trị triệt căn, xạ trị trung thất hậu phẫu đối với cả hạch dương tính hoặc là diễn cắt dương tính R1 và xạ trị dự phòng não. Đối với giai đoạn khu trú, hóa xạ trị đồng thời vẫn là phương án điều trị tốt nhất. Ngoài ra thì có thể là xạ trị dự phòng não cần thiết sau khi mà kết thúc điều trị hóa xạ trị đồng thời và kết thúc điều trị hóa trị. Đối với giai đoạn lan tràn thì đối với những bệnh nhân điều trị giai đoạn lan tràn là điều trị hóa trị điệu là phương án chính. Sau khi điều trị hóa trị điệu xong, đối với những bệnh nhân có đáp ứng thì xạ trị dự phòng não cũng là một cái phương án từ trước đến giờ chúng ta vẫn thực hiện. Tuy hiện nay gần đây thì cũng đang có những cái nghiên cứu để đánh giá là việc theo dõi đối với cả những bệnh nhân đã xạ trị đã giai đoạn lan tràn và đã có đáp ứng với hóa trị. Thì ngoài ra còn có xạ trị củng cố trung thất và xạ trị giảm triệu chứng bao gồm cả xạ trị toàn não. Một trong những cái vấn đề mới mà vẫn đang được trao đổi gần đây tức là việc xạ trị dự phòng hạch có cần thiết hay không. Trong những cái nghiên cứu của 80 bệnh nhân thì có hai nhóm bệnh nhân có xạ trị, 50 bệnh nhân là xạ trị chọn lọc và 30 bệnh nhân xạ trị dự phòng hạch trung thất và hạch thượng đòn, thì chúng thấy có kết quả đã đưa ra là không có sự khác biệt về giữa tỷ lệ sống thêm và tỷ lệ giữa hai nhóm. Tuy nhiên là đối với những nhóm bệnh nhân mà không có chụp PET CT để đánh giá là tổn thương di căn hạch thì tỷ lệ sống thêm sau 3 năm ở nhóm dự phòng có ý nghĩa cao hơn. Như vậy là kết luận là xạ trị chọn lọc thì nên là áp dụng đối với những bệnh nhân có kết quả chụp PET CT. Tuy nhiên là cái này ở Việt Nam mình cũng có những cái khó khăn, tại vì hiện nay thì bảo hiểm y tế vẫn chưa thanh toán cho phép chụp PET CT cho những bệnh nhân đối với ung thư phổi được chẩn đoán là ung thư phổi tế bào nhỏ. Ngoài trong nghiên cứu trên 108 bệnh nhân điều trị xạ trị hạch chọn lọc dựa trên chụp phim cắt lớp CT scan thì tỷ lệ tái phát hạch ngoài vùng xạ ban đầu là 4,6%, trong đó có 4 bệnh nhân kèm theo di căn xa. Kết luận của tác giả Colaco thì bỏ qua xạ trị dự phòng hạch không làm tăng nguy cơ tái phát hạch. Như vậy hiện nay là trong các thử nghiệm lâm sàng tiên cứu thì người ta đang bỏ qua việc là không sử dụng xạ trị dự phòng hạch mà chỉ xạ trị chọn lọc ở những hạch có di căn. Liều xạ với kế hoạch tối ưu đối với cả bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú thì chưa được chứng minh. Hiện đã theo những nghiên cứu INT0096, liều xạ 45 gray trong 3 tuần với 1,5 gray trong một phân liều và 2 phân liều trong một ngày, khoảng cách giữa hai lần xạ là cách nhau 6 tiếng. Thì sau một cái nghiên cứu này thì khi mà so sánh đối đầu giữa điều trị bệnh nhân 45 gray với phương án là 2 lần xạ trong một ngày thì tốt hơn 45 gray trong vòng 5 tuần. Và lúc đó thì người ta đã bắt đầu tính đến việc là phải nâng cái liều xạ tổng liều xạ total dose lên là đến 60 đến 70 gray. Và hiện nay thì đối với cả những cái nơi mà chúng ta đang chưa có thể có điều kiện áp dụng xạ trị 2 lần trong một ngày thì liều xạ là một lần trong một ngày với tổng liều từ 60 đến 70 gray thì nên được sử dụng. Đây là trong một cái nghiên cứu phase 3, nghiên cứu convert thì nghiên cứu liều so sánh đối đầu giữa nghiên cứu của liều BID liều 2 lần trong một ngày 45 gray và liều 66 gray trong 33 phân liều một lần một ngày thì không có sự khác biệt đáng kể về sống thêm và độc tính. Trong đó hiện nay thì nghiên cứu đã thực hiện RTOG 0538 để so sánh liều 45 gray 2 lần trong một ngày và trong 3 tuần và liều 70 gray trong 7 tuần thì đang được tiến hành. Đối với cả liều của tổ chức nguy cấp, tất nhiên là đối với ung thư phổi tế bào nhỏ là một cái trường chiếu tương đối là lớn. Vì vậy là cái tổ chức nguy cấp cũng cần phải được hết sức là quan trọng. Như vậy là đối với tủy sống liều tối đa 50 gray, nếu mà điều trị tăng phân liều, liều tủy phải thấp hơn 41 gray. Đối liều phổi thì tổng V20 phải dưới 35%, đối với tim V50 là dưới 25%, đối với thực quản liều là dưới 34 gray và đám dối cánh tay là tổng liều là liều trung bình là dưới 69 gray. Hóa trị đơn thuần thì có thể được sử dụng đối với những bệnh nhân có chống chỉ định tia xạ, bệnh nhân có hội chứng chèn ép. Nếu đối với những bệnh nhân có hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên thì có thể là sử dụng cả điều trị hóa trị hoặc điều trị tia xạ hoặc là cả hai tùy theo mức độ nghiêm trọng của lâm sàng. Vai trò của phẫu thuật đối với cả ung thư phổi tế bào nhỏ thì cũng chưa được chứng minh rõ ràng. Theo một báo cáo trên tạp chí Chest năm 1994 thì trên nghiên cứu 328 bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn sớm thì không có lợi ích về mặt sống thêm đối với bệnh nhân có điều trị phẫu thuật.
một trong những vấn đề riêng biệt của đối với cả ung thư phổi tế bào nhỏ đó là vấn đề xạ trị dự phòng não. Đối với cả những bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú có đáp ứng tốt với điều trị ban đầu thì xạ trị dự phòng não đã làm giảm tỷ lệ di căn não và tăng tỷ lệ sống thêm toàn bộ theo nghiên cứu. Còn đối với cả những bệnh nhân mà ở giai đoạn lan tràn và có đáp ứng với điều trị toàn thân thì điều trị xạ trị dự phòng não cũng làm giảm tỷ lệ di căn não và tăng tỷ lệ sống thêm toàn bộ theo nghiên cứu của EORTC. Thế tuy nhiên là hiện nay theo một cái nghiên cứu của Nhật Bản thì nghiên cứu trên 224 bệnh nhân giai đoạn lan tràn có đáp ứng về hóa chất thì xạ trị dự phòng não cũng không nâng được tỷ lệ sống thêm toàn bộ so với theo dõi thường quy bằng cộng hưởng từ và điều trị khi có triệu chứng. Theo một nghiên cứu của ATOC năm 2012 thì trên đối với 720 bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn thì liều xạ dự phòng não 25 gray trong 10 phân liều đã mang lại hiệu quả và giảm độc tính so với xạ toàn não thông thường. Tia xạ đối với những bệnh nhân có đáp ứng hóa chất, theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Lancet năm 2015, trong 498 bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn có đáp ứng hóa chất sau 4 đến 6 chu kỳ thì chia làm hai nhóm, một nhóm có nhận 30 gray trong 10 phân liều và một nhóm là không nhận điều trị. Kết quả tỷ lệ sống thêm trong năm đầu tiên thì không khác nhau, tuy nhiên sau 2 năm thì tỷ lệ sống thêm toàn bộ đó là 13% đối với nhóm có nhận được xạ trị và 4% với nhóm chứng. Như vậy là cũng có kết luận ra là xạ trị thì giúp cải thiện thời gian sống thêm và ở nhóm tia xạ là 24% và ở nhóm chứng là 7% và cũng không ghi nhận những độc tính nghiêm trọng đối với những bệnh nhân đã được xạ trị ở trên bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn có đáp ứng hóa trị. Và vì vậy nó cũng có một cái khuyến cáo về mặt xạ trị phổi đối với những cái tổn thương còn lại của ung thư phổi giai đoạn tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn. Còn đây là cũng có thêm một cái nghiên cứu, số liệu nghiên cứu đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine về đối với bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn có đáp ứng sau 4 đến 6 chu kỳ hóa chất và cũng đã có tỷ lệ sống tia xạ cũng làm tăng lên tỷ lệ sống thêm toàn bộ và thời gian sống thêm. Những cái biến chứng của xạ trị khi mà bệnh nhân đã được thực hiện xạ trị thì chúng ta phải nhắc đến số biến chứng, trong đó có những biến chứng thường gặp nhất là biến chứng viêm phổi do tia xạ, tắc mạch phổi. Một biến chứng thứ hai cũng nhắc được nghe nhiều là viêm thực quản, loét thực quản do xạ trị, các độc tính trên tim mạch, những cái độc tính nhỏ khác như là viêm da, cháy da. Các yếu tố tiên lượng bất lợi đối với bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ là PS kém, A4, giai đoạn lan tràn, sút cân, những marker liên quan đến gánh nặng bệnh tật như là LDH. Những yếu tố tiên lượng tốt là giới nữ LDH bình thường, tuổi dưới 70, giai đoạn sớm, giai đoạn 1. Tuổi trẻ, PS LDH và creatinine bình thường, di căn một cơ quan là những yếu tố tiên lượng thuận lợi cho bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn. Hiện nay nếu không được điều trị thì trung vị sống thêm từ 2 đến 4 tháng. Tuy nhiên đối với cả ung thư phổi tế bào nhỏ thì sống thêm sau 5 năm khoảng 5 đến 10% cho bệnh nhân. Đối với nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú thì trung vị sống thêm từ 16 đến 24 tháng. Sống thêm toàn bộ sau 5 năm là 14%, còn đối với ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn trung vị sống thêm từ 6 đến 12 tháng. Trong giai đoạn khu trú thì điều trị thêm xạ trị làm gia tăng sống thêm khoảng 5% so với hóa chất thông thường. Kết luận: vậy ung thư phổi tế bào nhỏ là chiếm khoảng 15% tổng số các ca ung thư phổi và yếu tố nguy cơ lớn nhất được quy cho là thuốc lá. Giai đoạn lâm sàng thì chia là hai giai đoạn khu trú và giai đoạn lan tràn. Điều trị chuẩn giai đoạn khu trú là hóa chất dựa trên nền tảng platinum và tia xạ kết hợp. Phẫu thuật chưa được chứng minh đem lại giá trị. Đối với xạ trị, như vậy xạ trị chuẩn là có thể xạ trị là 60-70 gray một lần trong một ngày hoặc là tổng liều 45 gray trong 3 tuần hai lần trong một ngày. Khoảng cách giữa hai lần là cách nhau là 6 giờ. Giai đoạn lan tràn thì bệnh nhân được chủ yếu sử dụng hóa chất và tia xạ trong một số trường hợp. Xạ trị dự phòng não 25 gray trong 10 phân liều thì có lợi ích đối với rõ rệt đối với ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú và cũng có một số lợi ích đối với giai đoạn lan tràn có đáp ứng hóa chất. Và nhìn chung thì tiên lượng bệnh là ung thư phổi tế bào nhỏ là dẫn tiên lượng kém so với cả tất cả các bệnh. Bài chủ đề chúng tôi là đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn.